Alo Tố ơi, cái tổng quát của máy khoan độ ngang là như thế này. Thì nó bao gồm là hai đầu khoan, bộ phận cấp phôi cũng như là cái tủ điều khiển. Thì ở đây em đang sử dụng cái phôi này là phôi mẫu phôi cán của bên anh Lâm hôm vừa rồi test máy khoan còn lại đây. Rồi, cách vận hành nó như thế này. Trên tủ điều khiển thì nó có các nút như sau. Thứ nhất là nút nguồn. Thứ hai là nút start, stop. Thứ ba là cái nút này nút auto, nút ra chạy lặp lại tự động này. Nút này nút bật cắt dao. Thì đầu tiên ta khởi động cái trục hai đầu khoan đây. Rồi. Tiếp tục ta nhấn nút start. Rồi, đó là chạy một phôi, còn nếu chạy liên hoàn thì gạt nút auto lên.